chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Tìm về ký ức cô xóa đi đoàn tình đơn rồi lại trở về đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng lỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ em đến hóa u ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ngôn nói đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim áo gầy. Giờ đây chúng ta là hai người xứng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm phó thương, sao cứ mãi vẫn vương. Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình. Tính ơi, vào đây tính. Vào đây. Thôi con đồng đội anh xuống đi anh nhiệm. Tìm về kia, cô xóa đi đoàn tình ban sơ, rồi lại trở về đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ, mãi chìm đắm trong lòng lỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ, đợi chờ em đến hóa ngu ngơ. Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu, càng níu kéo nhưng lại càng xa cách nhau. Đành ngậm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây, hằn lại sâu trong trái tim áo gầy. Giờ đây chúng ta là hai người xứng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thương, sao cứ mãi vẫn vương. Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình, chỉ là anh cô cha luôn âm thầm bước về phía đang ngắm tìm em. Thế mà cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm, chỉ còn lại sáng xa nỗi nhớ. Chúng ta là hai người xứng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thương, sao cứ mãi vẫn vương. Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình, tự mình ôm lấy tổn buồn nào chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu. Ngỡ duyên mình bên lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái tâm tư nên nỗi sầu. Qua bao
nhiêu say sầu. Bên kia có máy chưa? Qua cầu sáng ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lơ làng. Tiếc một đời xa xa ngỡ ngàng, chuyện tình trái ngang. Ai xeo bao phú vàng cho hoa kia úa tàn. Thương số kiếp bé bàng, rồi cứ trách mình quá vội vàng. Trời cốc vào đầu. Buồn lắm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm khơi. Đời còn bao tương lai, lá xanh vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thơ dài. Việc anh Hoàng nhá, tao không biết rồi đấy. Đúng rồi. Đường lại chi em ơi, nắng mưa nào bởi do mình. Tất cả là thiên nhiên. Nào thay cô ra, tìm phải hơn. Tình đành phải xa xa, xin mang theo kỷ niệm. Nhiều nỗi niềm theo hoa rơi bên thềm và sương mai từng đây còn vui. Để mình báo thuốc bạn ơi. Buồn lắm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm khơi. Thế thôi chắc là chạm ba là đi ăn là vừa đúng không? Bên kia chuyển. Đôi bạn có ra dám đánh không? Vào đi. Khẩn trương lên, không đánh thì nghỉ vớ. Hả? À, như nào? Thế bên này cứ chạm hai coi như là thắng nhá. Kéo vào như là làm việc. Thay đổi từ nâng vi lên nhá. Vào đi, khổ quá. Đi được không được mệt à? Con em có mai không? Bây giờ vẫn cứ 1/8. Nếu có tin, nếu có tin chuyên nghiệp thì hết. Nếu có tin chuyên nghiệp thì hết. Vào đây hả? Cái này làm sao mà đi mày e-sport được? Nếu dạo này uống nhầm thuốc cái rau liều ạ. Nếu hôm nay nếu ngồi bên Hoàng mà phải sợ làm sao? Bên đấy không có pin pin. Bên đấy có cái ghế nào anh? Có, có ghế đỏ rất nhiều. Yes. Thằng mày hào à đi mày. Mày ho ho ra câu gì là ăn gà tàn luôn đấy. Yes. Hai sao. Sao
Thay thoải mái đi. Đúng rồi, thay thoải mái đi, bên kia anh em không có ấy đâu. Thích thay ai thì thay. Giữ mối hoạt cái tính thì muốn thay ai thì thay. Anh làm sao mà đánh AC bên Khánh được? Tử Long này còn làm 3-0. Mút. Toàn đánh trên thế mạnh của anh này mà chết dở. Tao vừa dọn cái gà tàn này xong rồi đấy mạnh hào ạ. Trường mẫu giáo của em tình yêu. No. All of us.
Anh gặp hai đầu cánh nhá. Dễ 6 giờ đấy. Quỷ ấy. I saw.
Đấy, nó là một hôm. Hôm. Sau lít nha mày. Anh ấy đi anh vào dự chính ấy đấy. Chơi. Bèo quay lại phát nó đéo được bánh xe thì mình khỏe hơn. Nhiều lại cái này hai xe khó cái lồn.
Bắt tay trận đấu làm gì mà căng đúng không? Thoải đi, tụi bạn ơi, đừng gãy đi. Thôi, hai xem. Bạn mình lên sớm, bạn mình người 11x đã kích rồi, nhưng mà nó lại lạc đà, nó khắc chế mình hai con phù, mình đéo phù được. Nó lại phù được. Ăn nhau con phù đầu. Thì anh dâng hai dân lên đến nhà mày, anh quay về mà anh đóng lờ đây mà. Đi chạy dân nhanh phết nhỉ? Ăn nhau con phù đầu, mình thì đéo phù được, nó phù được. Lúc nó ở đây làm gì nó có bánh xe à? Đó anh 11x mà. Đi mẹ phù được con đâu, phù được con lạc đà đầu của nó thì ngon. Ăn nhau con phù đầu khác mẹ nó phù phát được luôn, mình nó phù được. Yes. Đi cái ăn nhau còn phù đầu, đen thật. Nhớ bảo em quay lại không chơi nó. Lúc đấy làm gì có bánh xe à? Em lên hẳn 1.4 để ấy luôn mà. Yes. All of us.
Ôm nó luôn này, nó à. À không, ôm bảy mới được. Ôm thằng Hitty mới được. All of my homes.
Vãi cả lồn đen. Không làm gì được thằng Greg màu 8 à? Chỗ đây không có thuế giản quân đâu, lùi ra, lùi em ơi. Lùi ra, lùi ra. Ready,
con thỏ. Có là mỏ. Cá tha gầu rích một cánh đánh không. Hai Greg một cánh đánh như qua. Quá nhiều buồn. Ăn mãi hết buồn. Ăn đến bây giờ hết đấy. Vỡ thịt nè. Yes. Phải đối xem mới được. Chết rồi. Đi cái kỳ quá. Fit rồi nhá. Chưa chết được gần nào. Fit rồi nhá. Chết còn ăn được rồi. Kỳ quá sợ. Cái hai thằng vừa hơn chung là chơi con ở đấy. Không làm ăn gì thì không hiểu. Nhá.
Ai ở phố này ăn gì? Đây rồi, sang rồi. Cái địt mẹ mày quân bài kiểu đéo gì đây? Ba trận này đủ mày đủ ba món rồi mà. Rôm cá tha cho son rồi. Rôm grick cho son rồi. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng đây. Mấy giờ? Gần đây em đi, đấy là anh chết rồi. Rồi.
Nó sắp xếp Bắc Binh kìa. Mỗi thằng cung màu 7 nó lại được ra vào trong cánh. Cứ lao vào đây anh. Vẫn to, năm vẫn to. Em đánh phù bên này, 5-8 bên kia có gì đâu. Katha Greg kìa mà.
cũng đánh phù à? Chém nó vào ạ. Đâm máy vàng của nó kìa. Nó bị phù đấy. Đâm luôn con phù ấy được mà. Anh bây giờ sắp chém ra quả được rồi đấy. Đi đi đi. Quả mua bởi anh ạ. Cứ đâm đi nhà bởi thấy đâu là đâm luôn. Đây này anh ơi. À mới đây này. Đó mới đây. Nhà con mới đây. Đây. Nhìn em nhìn mặt của em ngay trước cửa nhà của ba này. Giờ đi lên một
Chạy dữ dằn đi em. Nào chứ nào. Đi lên đây này. Anh đâm lên rồi chưa? Em cứ tụ quần ra em ơi, béo ơi. Dấu A kín kín vào. Em không phải đi quán đâu, em cứ tập trung để nở hot á. Tập trung ở hot á. Bọn nó tham hai mấy hết rồi mà. Cứ bơm thịt cho nó để tụ hot á. Em đứng hot kê ở cái chỗ đấy là được. Kê cái chỗ cơ sở làm ăn đấy là được. Okay, I don't know.
Em không cần vé ruộng đâu, tầm này đi kiếm cái bãi quả nào ăn hoang ấy, hay là cái gì ăn hoang ấy, ép châu quân phát là được. Rồi tôi ăn 4-5 con vàng nhiều phù lắm. Toàn yếu máu thôi. Anh ơi, đưa đi về đây, vào nhà cũ đó. Hot đâu em? Bao nhiêu con đấy? Một con thì đưa quân xuống nhà ấy đi, đưa quân xuống đoạn nhà AI anh Hoàng đi. Đấy đứng đấy, nó mất hết quân là nó thua mà. Anh Hoàng không dùng gỗ, bơm gỗ cho nó. Thằng Bèo hết dần cả, hết dần thôi. Đấy, mày cứ đứng kê ở đấy là được, nở tho ra là được. Đấy, đứng 10 con đấy là được. Làm gì nó còn có quân nữa. Cô ba đâm thằng ấy phát, chọc phù để ta vào.
tháng 8. Bờ sáu trước cửa nhà anh, như kệ nó im bác xe thôi mà, nó châu y thôi mà. Papadakis. Nếu có Glory. Em hot bây giờ em trải ra làm gì, đi cả cục đấy làm gì đấy, mỗi con đấy đứng đây xong còn lại cứ làm sóc dân ra mà ăn ruộng thôi. Papadakis. Nó còn toàn y thôi mà. Mày đóng thêm y ra cũng được thủ. Không cần đâu, cứ hot sợ đéo y. Quả thằng bảy nữa. Papadakis. Rutkin. Sáu nó toàn y thôi mà, nó tham nó bé nó thì thế. Bơm đồ. Chạy ra lên đấy lộ đấy nha em nhá. Anh đưa đi, thằng đây đâm đi. Đấy, hết đi chưa? Đấy, đưa đỡ nhà cũ của nó, đưa cho nó để đâm. Tính ơi! Tính ơi, gương mẫu tí đi. Gương mẫu một chút đi. 8 giờ ấy mà. 8 giờ đấy có việc rồi mà. Thằng Veo 54. Thằng to nhất là
Thế thì muốn đánh được, đánh đi. Gì đâu. Đấy anh. Rutkin. Chỉ có bây giờ nó anh. Xem quay quay nhà sau anh Hoàng Hoàng nhá. Chạy ngay lên. Nó lợn kia. Đùa đấy tính ạ. Nhà ai có hot không Bell? Papadakis. Ghê quá nhỉ. Mình đè. Ông thấy tôi đỡ rất là âm không? Là mình đè đấy. Vào đây, vào hết đi. Nhung xích mạnh quang lên 12 giờ này. Papadakis. Có Khương ngây nó còn cười nhau gì. Cứ đứng ở cục hay làm gì, đứng mẹ mày bây giờ tầm này hot mà nó không có quân, cứ đứng mỗi con mỗi đội 5 con là chạy chết. Tiếc cái gì, chém như thế rồi, tiếc cái gì. May anh tính không fit là may đấy. Anh chỉ để mỗi con giò, một con chém ra thôi để giò nhà nghiệp rồi. Rất là nhiều. Tâm nhiên anh thiếu gì em bơm á. Anh thiếu thì anh đi sốc đều lên về sau rồi. Hòa tao lên nó thiệt sức hơn anh. Mình cứ tưởng ông tính là ca tha thôi. Bảo quái lạ hù máy đó mới được.
cho mình biết là kiểu hữu nghị đấm bi như ai ngờ gặp đúng không, tính bác sĩ đấm bi đủ. Đeo vào đi. Căng quá nhỉ. Thiếu con gì nhỉ? Thiếu con cạc hà. Đấy, cho đủ bộ. Đủ bộ cứ quy chém đi. Làm gì mình còn phải lập nữa mà để. Ấy, má bè. Định nhờ cắt cầu thắng à? Nào. Sâu quá, dâng A lên, một trong hai nhỉ? Anh em là ngày ai dâng A lên. Yến. Nào. Tám câu hỏi anh ạ. Chịu hỏa đấy. Ice, Rogan, Ice, 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 Ice,
Chị gỗ rồi. Fit cái tính rồi nhá. Trong thi đấu rồi đấy.
Một tương A vào A đấy, à bảy tương A vào đấy. Anh đi cùng cẩn thận đấy, 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 đấy. Đấy, nhìn mẹ chém em kìa. Chém chém gỗ. Con Khan đi. Thôi anh cứ rỉa rỉa ngoài bãi vàng nó đi. À bãi gỗ nó cứ rỉa rỉa bãi gỗ đi. Đi công của anh được gì đây? Đấy bắn kìa, bắn bắn gỗ nó kìa. Kìa anh, kìa 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 kìa. Không ai có sát thương thì mẹ dừng. A cũng phê mà mẹ đầu cánh cũng phê. Địt mẹ thằng ba tuổi mẹ mình tuổi xì tin chơi với tao. Ôi địt mẹ tao. Bên thằng một nó có lên đời đéo đâu mà dâng. Pơ đấy làm gì đột biến. Tôi mày thủ phù ra đã cũng chết con mẹ rồi. Không gieo không giò thì giò đi đâu. Bốn voi mày câu về con tê có giáp nó bắn chết một thằng rồi. Thì chuyện ngay đây. Ai cả lìn. Một nó có lên đời đâu mày mà dâng A đúng lên bắn nó thì cái không có chuẩn hơn không? Ba cánh này cân với tao, thà mẹ dâng lên hết bắn. Từ sớm thì nó làm gì với tao đâu. Nó chạy vào trong luôn. Nếu gì được mày thì nó mới kịp tao. Kệ nó, kệ nó, kệ nó. Kệ nó. Và mày. Bắn một má dân chết đéo biết. Ủa?
Yes. Sắp xếp nhà như này còn sợ gì chặt chứ đeo chó điên cắn đâu nào kiểu gì anh tính không fit trận này anh phí anh tính có gì đây à xăm à xăm à rồi cũng nhá Homeless.
No contact. Thank you.
Đấy nhá. Anh tính ở đâu đấy? Anh chơi nhà anh ấy. Anh ở đâu rồi? Ai thừa gỗ cứ bơm đi. Lấy cái gì? Gỗ. Sao mong máy là 6 đi đấy. Chạy nhá. Bị tiền vòng 5 em ơi, vòng 5 lên. Vào lấy thằng 5 chưa đó, nó bồn đổ trong mắt chơi đồng ghi đấy. Em cần thiết em chém vào y luôn. Mấy cái con y bác xê là cái gì rồi. Thế rồi. Ba vào nhà 6 coi. Vào đi. Chém luôn. Đào. Tầm này thì cũng bỏ đi. Lạc đà đâu hết rồi, lạc đà tan rồi, đông cơ mà.
làm cái đéo nhau đúng không anh? Anh ngoan quả đưa thế. Không còn đâu. Thịt bè nó cứ nghĩ nhà Tử Long nó là cái chợ, cứ vào lấy thì lấy. Ơi, buồn rồi. Con đây. Nếu phải cái chợ đâu vơ, thì cái chợ thì còn phải có tiền mới vào được chứ. Mày tao đã ăn chân với nó đấy, anh không? Em chưa không đây? Phải cái chợ đéo đâu mà muốn vào là vào. Địt à, mình có mỗi thằng Cung lại lên sớm nhất. Mày ở đây chăm như thằng Tám. Không có nó lên sớm nó đi tối. Thằng này nó thiêu bao nhiêu lạc đà vậy nhá, 6 này thì. Lên tưởng bái quả thơm thì hóa ra thì thấy móng nó đóng đóng rồi. Hóa trên này chém kiếp ấy nhờ. Qua là dạo này chỉ đánh chữ cuối mà. Qua được hơn 6 bao nhiêu đây nhỉ? Mà cho nó đi. Chị Mai cho em cốc trà đá đi. Cái cốc của mình uống chưa xong mà. Yes. Anh chăm chi lợn cho bên kia đâu, cương cái này không? Yes. Start the game already. Mà anh em nhớ map mày này mà đây bầy bầy yêu 4 trong mày đây bầy yêu 4 trong mày này. Nhớ chứ bạn, đây yêu 4 trong mày em nói rồi.
nhớ nhầm mắt thua. Bèo chém hai nhà chán. Chết dân chưa? Zoconta, Yuri. Không, tí mình còn đưa quân lên đây cứu cho anh. Biết nó chém mặt này phát mình lại phải chạy vòng à. Yeah.
Béo. Chờ ai đây? Hay là ở nhà bé ruộng đây? Không. Vớ bịp tôi. Móc con bít màu bảy đấy. Chém người chém em ơi, chém người chém đi, chém người chém đi. Chém người chém. Đằng đoàn đây là mặt bít đây này. Đang lên. Nó tháo bay gỗ chạy đấy nhá. Em đi đâu đấy? Về nhà A đằng 2 đi. Đang ở nhà A của anh ơi. Đang bị chém đi. Chém anh nhé. Đấy, chém luôn đi. Chém nữa, chém nữa để anh bắn chung rồi. Tập trung cái tên điều này để bay thằng hai kìa. Được thì đẩy, nếu đẩy cung đi được nó cứ vào đây một con giò một con tê vào luôn. Bọn này nó chém ngáo vãi lồn. Bây giờ nó có 2 lờ nó đi vào đây làm sao mà mình nở được. 2 con voi đây thì nó không ăn, cứ kêu yếu. À, cái 2 cái con này là 2 cái lỗi. 2 con này là 2 con sư tử à? Cái lỗ đen đéo dò. Trận thì lỗi 4 voi, trận lỗi 2 voi. Chỉ. Ông tặng ấy hiệp ra ăn bầy yêu, em ấy định lên ăn ngon nhờ. Ba trận là được mà, ăn nhé.
Bây Hoàng gặp gặp ấy thì bảo em để em em có P ở nhà mà luôn ấy. Chả em anh bị ai chọc thì bảo em. Địt mẹ Slip tao đánh như cái này, địt mẹ này cu ba mà đéo qua được nhà Slip. Tao qua tao phi vào mùa ba xong rồi có cung quay lại đẩy như mùa ba. Slip chết mấy dân rồi, 4-5 dân. Đéo đánh. Chết. Anh chết phải báo là đầu cánh của nó biết. Anh chết này. Anh chết anh phải báo. Thì nó biết đánh. Chết thì đã chết rồi. Có ai bảo thì nó nhưng mà anh bảo bị bóng ba ấy. Thì nó biết nhà ai ở đâu đấy. Anh nói ai đang thiếu. Yes. Hoạt top 3 kích 10-20 rồi đấy. Hoạt. Hoạt bây giờ nó đánh 10-20. Mẹ chơi à. Đánh là lượt kèo anh em ấy đấy. Zocon top. Zocon top.
số con thỏ. Bắt con hổ
Olmos. E ready, ready, on. Are you broken? Olmos. Nói bỏ thằng năm này, năm chết rồi. Em ơi, không cần chuyển cung ma đâu. Cung ma thì cung ma đẩy thằng ấy lên luôn. Đẩy thằng 7 lên luôn, nhà nó mẹ lên bố sớm đấy. No. Kìa, đuổi theo hai con đi luôn đi. Đấy, bắn đi. Để luôn cái con này đấy. Để luôn rồi đấy. Đẩy bảy đi nhá. Đẩy bốn nhá. Đồ. Âm nghìn hai đồ. Có đẩy hết lên không? Đẩy lên hết cho anh. Anh Hoàng làm gì đây? Mà sang màu này đi, sang màu 7 đi. Cung A đẩy chưa? Bỏ cái nhà mày đi cũng được, bị y đâm ấy. Không làm gì được thằng xe, nó cứ bơm đồ cho thằng Maxi. Đưa mấy con cung R lên đỉnh dốc kia bắn phù. Đấy, lên đấy, có nhiều phù lắm ấy. Bắn hết phù chưa? Bơm cho Maxi để nó đâm. Mẹ nó đánh gãy như thế nó chắc chết anh Hoàng, nó phải đánh gãy. Không cái gì, mẹ leo và đeo lên cung Nga không được chết cả leo. Mẹ mày leo phải lên sớm rồi, phải lên cung R. Leo lên đời thì mẹ thằng Năm rồi, leo lên đời. Còn mấy ông kìa thì ngủ quên. Ôi, mẹ quân xấu thì mẹ mày đánh thì đeo được. Quân đẹp thì lại đéo lên đời, quân đẹp thì lại đéo lên đồ.
Bắt đôi tay rồi. Xem nha. Đé đi. Này nó đánh ở nhà nó bơm, nó sóc phù rồi bơm đồ xong 7 thằng 6 cũng bơm, bơm một phát lên 4 luôn. Nên mình kêu ai đẩy. Nó chặt gỗ 1 lên 4. Quá là lìn. Chặt gỗ 1 về được bơm đồ. Có chỗ anh mà chết. Ngay mà gặp quang lên sớm. Nó đâu mà 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 đâu mà
Chuyên gia nghèo mới đầu quanh co chay chuối mà không phải nó thì nó sợ cái đầu muối mà chuối.